Giả sử như trong trường hợp xấu nhất mà bạn sẽ mất trắng số vốn này thì bạn có chịu được không? Mình kêu gọi mọi người, nếu mà bất kỳ ai trong quá khứ từng bị DVLog lừa đảo thì các bạn hãy làm đơn tố cáo tới cơ quan công an với cái số căn cước công dân này. Xin chào, đầu tiên thì để chúc mừng kênh DVLog đã đạt 140.000 người đăng ký thì toàn bộ số tiền YouTube mình kiếm được từ video này trong vòng 5 ngày tới mình sẽ dùng nó làm mini game để tặng ngược hết lại cho các bạn nha. Các bạn truy cập vào trang kiếmtiền365.vn để tham gia mini game của mình nha. Cái thứ hai là câu chuyện DVLog lừa đảo 800 triệu từ ứng dụng vòng tay yêu thương, nó đã khoảng 3 tháng nay rồi và đã đến lúc mình công khai video cũ của mình ở trên kênh mà mình đã review về ứng dụng vòng tay yêu thương cho các bạn xem. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là 3 tháng rồi, tại sao bây giờ mới đăng video công khai? Sợ điều gì? Có điều gì khuất tất hay sao mà bây giờ mới dám đăng? Thì xin thưa, mình đã có video cách đây 1 tháng rồi và mình đã ẩn video đó. Bạn mình làm ở bên luật sư đã tư vấn cho mình rằng bây giờ có đăng video công khai lên, cãi qua cãi lại thì cũng chẳng ai thắng cả. Và bọn YouTuber bẩn á, đã cố tình vu khống cho mình rồi thì bây giờ cứ ẩn video đi. Bọn chúng sẽ cho rằng là mình sợ, cho nên là không chỉ một thằng đâu, sẽ có 2 thằng, 3 thằng, 4 thằng, 5 thằng vu khống mình là lừa đảo 800 triệu. Thì lúc đó, cứ mỗi người vu khống mình á, thì mình sẽ kiếm được 15 triệu tiền bồi thường theo như luật sư Hà tư vấn. Nhóm đối tượng này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội vu khống người khác. Và nếu như sử dụng công cụ mạng máy tính viễn thông phạm tội, khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù. Về mặt dân sự, trong trường hợp này yêu cầu nhóm đối tượng đã đưa những cái thông tin sai sự thật lên mạng xã hội bồi thường các loại chi phí, là chi phí đầu tiên là khắc phục bồi thường thiệt hại, chi phí thứ hai là chi phí về việc và thu nhập thực tế bị mất, chi phí thứ ba là tổn thất về mặt tinh thần. Chi phí này hai bên tự thỏa thuận với nhau, trường hợp không thỏa thuận được thì không quá 10 lần mức lương cơ sở. Lương cơ sở hiện tại là 1.490.000, không quá 10 lần mức lương cơ sở thì đâu đó khoảng gần 15 triệu đồng. Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng đúng, bằng chứng về vòng tay yêu thương mình vẫn còn đang giữ đầy đủ ở đây. Mà chúng nó dám mua khống cho mình thì kiểu gì thì chúng nó cũng phải ra tòa với mình thôi. Ok, ở dưới phần mô tả của video mình để cho các bạn bài viết. Bài viết này là bài viết mình thống kê những cái thông tin về ứng dụng vòng tay yêu thương như trên màn hình đây ha. Về cái ứng dụng vòng tay yêu thương thì thời điểm ra mắt của nó là ngày 30 tháng 4 năm 2021 và ngày áp sập là ngày 20 tháng 8 năm 2021, khoảng 4 tháng. Cái video đầu tiên mình review về ứng dụng vòng tay yêu thương là ngày 2 tháng 5 và tới ngày 15 tháng 5 thì mình đã có cái cảnh báo đầu tiên tới cộng đồng rằng vòng tay yêu thương là ứng dụng đa cấp và nó có thể sập bất kỳ lúc nào. Đây, click vào cho các bạn xem. Ở đây là trong cái nhóm Telegram của mình có hơn 2.000 thành viên ha. Ở trong đây là một cái bài post của mình, một chiếc khảo sát về vòng tay yêu thương tí nhỉ. Đây nè. Có một cái câu trả lời là biết trễ quá sợ sập không dám tham gia. Mình hỏi các bạn, nếu như mình cố tình lừa đảo á, thì mình có để cái dòng này ở đây không? Mình chỉ cần xóa cái dòng này đi là mình có thể lừa được nhiều người rồi. Nhưng mà tại sao mình lại để cái dòng này ở đây? Là để cảnh báo tới mọi người. Nhiều bạn sẽ nghĩ đây là cái hình Photoshop đúng không? Đây, mình click vào video cho các bạn xem. Mình kéo lên kéo xuống để nó hiện ngày giờ cho các bạn thấy nè. Ngày 15 tháng 5 nha, không Photoshop được đâu. Thậm chí là mình còn click vào cái bài post này để cho nó bật lên, để các bạn biết rằng đây không phải là hình ảnh Photoshop nha. Ok nha. Thì đây, vào ngày 15 tháng 5 mình là một trong những YouTuber đầu tiên cảnh báo tới cộng đồng vòng tay yêu thương là một ứng dụng nó có thể sập. Và mình có một cái mini game là nếu bạn nào tìm được một YouTuber nào cảnh báo về ứng dụng vòng tay yêu thương sớm hơn mình thì hãy truy cập vào kiếmtiền365.vn để nhận 200.000 tiền mặt từ mình nha. Cứ tìm ở trên cộng đồng YouTube đi. Nếu mà có ai đó cảnh báo tới cộng đồng sớm hơn mình thì hãy tham gia để mà nhận 200.000 tiền mặt nha. Mình tự tin tới mức đó luôn. Ok, thì tại thời điểm lúc bấy giờ mình có 3 cái kênh truyền thông chính. Thứ nhất là Telegram, thứ hai là tab cộng đồng ở trên YouTube, thứ ba là video ở trên YouTube. Thì mình đã cảnh báo cái ứng dụng vòng tay yêu thương là ứng dụng đa cấp có thể sập bất kỳ lúc nào trên 3 cái kênh truyền thông này luôn. Các bạn vừa thấy là một cái tin nhắn trong Telegram đúng không? Bây giờ sẽ là trên tab cộng đồng nha. Đây là cái bài post ở trên tab cộng đồng vào ngày 7 tháng 6 năm 2021. Cái bài post này á, là bài post chưa qua chỉnh sửa nha các bạn. Chưa qua chỉnh sửa nè, nếu chỉnh sửa thì sẽ có dấu ngoặc ở đây tên là chỉnh sửa. Được chưa? Thì ở trong cái bài post này mình ghi rõ cho mọi người biết ứng dụng kiếm tiền uy tín là 5 cái ứng dụng này. Ứng dụng kiếm tiền đa cấp là những cái ứng dụng này, trong đó có Độc Nhất Long, Vòng Tay Yêu Thương, Rank Media và Traffic Sharing. Được chưa? Vòng tay yêu thương mình để rõ nó nằm ở trong cái mục là app kiếm tiền đa cấp mà DVLog đã nạp tiền. Cảnh báo rõ ràng tới mọi người, vòng tay yêu thương là app đa cấp ha. Được chưa? Tiếp tục video cảnh báo nha, ngày 10 tháng 7 2021. Các bạn thử nghe nha. Mình nhắc lại một lần nữa, phần trăm lãi càng lớn thì rủi ro càng lớn. Các bạn chấp nhận được rủi ro thì các bạn chơi. Còn các bạn không chấp nhận được rủi ro thì bấm nút like video, đăng ký kênh DVLog, xem video này với mục đích giải trí thì cũng được. Ok nha. Rồi, thì đây là video ở trên kênh DVLog có tích xám nha. Và đây là một năm trước vào ngày 10 tháng 7 2021.
click vào đây cho các bạn yên tâm là mình không dùng kênh phụ để đăng lại video đâu nhá. Được chưa? Có ai đi lừa đảo mà cảnh báo tới mọi người rằng ứng dụng phòng tay yêu thương nó có thể sập không các bạn? Chưa hết đâu các bạn, còn nhiều lắm. Đây, vào ngày 21 tháng 7 thì ở trên Zing nó có một cái bài báo nói rằng cái vòng tay yêu thương là một ứng dụng đa cấp. Đây nè, lừa đảo, tiếm đoạt tiền, các thứ đây nè. Mục thứ 6 là vòng tay yêu thương. Và mình đã ngay lập tức chia sẻ cái bài báo này vào trong cái group của mình. Đây, ngày giờ 21 tháng 7. Được chưa? Và nếu như mà các bạn chưa biết thì mình review rất nhiều những cái ứng dụng đa cấp ở trong quá khứ. Và tất cả những cái video review của mình là đều cung cấp thông tin những cái rủi ro mà các bạn sẽ gặp phải. Được chưa? Đây là video thứ 2 vào ngày 7 tháng 8. Mình có nói rõ luôn. Và như thế này, trước khi mà bạn của mình đồng ý đầu tư vào cái ứng dụng mà mình yêu thương này á, thì mình đã nói rõ với bạn của mình rồi là giả sử như trong trường hợp xấu nhất mà bạn sẽ mất trắng số vốn này thì bạn có chịu được không. Bạn nói rằng là ok, thu nhập của bạn ấy cũng khá, cho nên là 1 triệu với bạn ấy cũng không lớn. Trong trường hợp xấu nhất bạn ấy chấp nhận được mất trắng số tiền này, vậy nên mình mới cho bạn ấy đầu tư vào vòng tay yêu thương nhé. Chứ còn không thì mình chắc mình không cho bạn ấy chơi đâu. Thì các bạn cũng nên suy nghĩ về trường hợp rủi ro nhé. Trong trường hợp các bạn mất trắng số tiền này, các bạn có chịu được không? Chịu được thì chơi, không chịu được thì dừng video và bấm like video và bấm subscribe kênh JD Vlog nhé. Ok, để... Rồi, đây vẫn là kênh YouTube của mình ha. Có tích xám ở đây ha, ngày giờ thì ở đây. Bấm vào cái này cho các bạn biết đây là cái kênh chính của mình chứ không phải là kênh phụ. Thì như các bạn thấy những cái bằng chứng mình cho các bạn xem vừa rồi, thì mình là một trong những cái người sớm nhất cảnh báo tới cộng đồng và cảnh báo xuyên suốt trong cái quá trình vòng tay yêu thương hoạt động luôn. Vậy mà bọn YouTuber vẫn còn vu khống cho mình là lừa đảo 800 triệu được, thì có chuyện gì mà chúng không dám làm? Tới cả cái hành vi là quảng cáo cho cờ bạc công khai trên YouTube nó còn làm được, thì cái việc mà lừa các bạn tham gia vào cờ bạc nó rất là dễ với chúng nó thôi. Nếu mà xem tới đây rồi các bạn vẫn còn lăn tăn trong đầu là thằng đi vlog này mày có lừa đảo không, có nên tin vào những cái bằng chứng này không á, thì đây, đây là cái hình ảnh căn cứ công dân của mình ha. Ở trong này nó có số căn cứ công dân của mình nè. Mình kêu gọi mọi người, nếu mà bất kỳ ai trong quá khứ từng bị đi vlog lừa đảo. Lừa đảo ở đây có nghĩa là mình review một ứng dụng đa cấp, sau đó mình nói nhỏ với các bạn đây là ứng dụng uy tín, lừa đảo kiểu như vậy, thì các bạn hãy làm đơn tố cáo tới cơ quan công an với cái số căn cứ công dân này. Cơ quan công an sẽ tra được mình là thằng nào, nhà mình ở đâu, và mình sẽ bị đi tù nếu như mà số tiền lừa đảo các bạn từ 2 triệu trở lên. Trong trường hợp dưới 2 triệu thì mình sẽ có trách nhiệm bồi thường số tiền mà mình đã lừa đảo các bạn, lừa đảo lòng tin của các bạn. Ok, tới những cái thông tin cá nhân như thế này mà mình còn dám công khai cho các bạn, thì các bạn tự hiểu là nếu như mà mình có lừa đảo ai á, thì mình có dám tung những cái thông tin này ra hay là không. Được chưa? Cách đây vài ngày thì mình có nói là mình sẽ có một cái mini game trị giá 30 triệu dành cho các bạn. Thì là câu chuyện như thế này, mình đã có 3 đơn tố cáo người vu khống mình lừa đảo 800 triệu. Thứ nhất là Đỗ Đức Hưng, thứ hai là Tô Hoàng Hải, thứ ba là Nguyễn Tiến Thành. Và theo như luật sư Hà tư vấn thì tối đa mình có thể nhận được 15 triệu tiền bồi thường từ mỗi người. Mình cứ cho như là 10 triệu đi. Thì ở trên trang kiếm tiền 365.vn mình có một cái mini game dành cho các bạn. Và nếu như mà thực sự mình nhận được tiền từ cái vụ kiện này á, thì mình sẽ dùng tất cả 30 triệu để tặng hết lại cho các bạn. Nếu như các bạn muốn tham gia để nhận thưởng 30 triệu này á, thì truy cập vào kiếm tiền 365.vn nhé. Nó chỉ mất các bạn khoảng 30 giây thôi, biết đâu các bạn nhận được. Và các bạn sẽ đợi hơi lâu một tí đấy, vì cơ quan công an cần thời gian để điều tra xem Nguyễn Tiến Thành, Tô Hoàng Hải và Đỗ Đức Hưng có phải là chủ của ba kênh YouTube này không, và họ bây giờ đang ở đâu. Điều này thì cần rất là nhiều thời gian. Và một cái ví dụ cụ thể nhất đó chính là trang Nemo đã diễn ra từ giữa năm ngoái rồi, và tới cuối năm nay người ta mới xét xử, thì phải đợi thời gian đấy. Nhưng mà dù sớm hay dù muộn, cái đơn tố cáo của mình vẫn sẽ được công an giải quyết thôi. Tới cái chuyện khó nhất là chủ kênh của cao thủ lùa gà tên là Đỗ Đức Hưng có bạn gái tên là Thoa ở Bắc Ninh, mình còn biết nữa, thì những cái đơn từ với mình rất là đơn giản. Bên cạnh đó thì bạn mình làm luật sư nữa, cho nên là các bạn cứ yên tâm, phần thắng nằm chắc là trong tay rồi. Ok, hôm nay thì mình đã cho các bạn được những cái thông tin cụ thể nhất là về ứng dụng vòng tay yêu thương, mình có lừa đảo được 800 triệu hay không, và mình có thực sự tố cáo những cái ông YouTuber đó hay không, hay là chỉ là múa mỏ ở trên video thôi, thì các bạn tự xác định nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của DVlog.